Ở bài 33, chúng ta sẽ học thể mệnh lệnh và thể cấm đoán. Thể mệnh lệnh chúng ta dùng trong các trường hợp là, thứ nhất, trường hợp nguy hiểm, không còn kịp để mà dùng cấu trúc nào lịch sự hay là dài dòng nữa. Trường hợp thứ hai đấy là cổ vũ thể thao, lúc này thì ai cũng rất là hăng say rồi, không để ý đến kiểu trên trên dưới nữa. Và trường hợp thứ ba đấy là mình ra lệnh, có nghĩa là mang tính ép buộc rồi. Và lúc này thì mình sẽ chỉ được dùng với người nhỏ hơn mình thôi. Nếu là bằng thì cũng không thể ra lệnh được nhé, phải nhỏ hơn. Ví dụ như là bố mẹ ra lệnh cho con cái, hay là giáo viên trong lớp ra lệnh cho học sinh, hoặc là cấp trên ra lệnh cho cấp dưới chẳng hạn. Tuy nhiên thể mệnh lệnh thì vẫn tạo một cái cảm giác nó hơi hơi khiên cưỡng, và do đó thì bản thân mình thì mình cũng ít dùng thể mệnh lệnh trong thực tế. À, cách chia thể mệnh lệnh MDK. Với nhóm 1 thì chúng ta sẽ chuyển cái đuôi trước mắt sự từ vần y sang vần e và không thêm một cái gì nữa nhé. Nếu các bạn thêm mắt sự vào ấy, thì nó sẽ giống như là thể khả năng mất rồi. Ví dụ này, kakimasu, viết, thì mình ra lệnh là viết đi, đúng không? Kake, hay là uống, nomimasu, ra lệnh uống đi, nome. À, với nhóm 2 thì chúng ta thêm chữ rô vào đằng sau sau cái đuôi trước mắt sự và bỏ hết đi. Ví dụ như là demas, đi ra chẳng hạn, thì đấy, biến, đi ra, quốc gia, đế độ. Hoặc là cho con ăn mà nó cứ ngúng quẩy, nó không ăn, cáu lên, nó ăn đi, tabemas, biến thành tabero. Với nhóm 3 thì kimas biến thành koi, cho nên một loạt mình sẽ có là motekimas, biến thành motikoi, và shimas thì biến thành shiro. Vậy thì benkyou shimas lập tức nó sẽ thành là benkyou shiro. Và chú ý là cái này là nói về mặt diễn cảm ấy, giọng văn khi mà mình đọc thì đã gọi là thể mệnh lệnh, tức là mình đang ra lệnh, thế thì giọng mình nó cũng phải mạnh mẽ vào nhé. Và mình hay gọi vui là thể mệnh lệnh là dùng khi đi cướp. Cướp thì không ai tích ra sai cả, được không? Cũng không nói là mời giơ tay lên, mà sẽ phải là giơ tay lên, giọng nó phải mạnh mẽ vào. Bên cạnh thể mệnh lệnh thì mình có là thể cấm đoán. Thì thể cấm đoán dùng dùng tương tự như là thể mệnh lệnh, tức là trong những trường hợp nguy hiểm này, ví dụ là một bạn đang sắp sờ vào cái máy cưa ở nơi rồi, bạn không biết đấy là máy nguy hiểm, thế là mình bảo là cấm sờ vào, đâm sờ vào. Đó. Hay là trường hợp là cấp trên ra lệnh cho cấp dưới chẳng hạn thì cũng dùng được. Thì công thức ở đây thì lại rất là đơn giản, có lẽ là hiếm có cái thể nào mà cả ba nhóm đều chia như nhau như thế này. Đấy là chúng ta đưa cái động từ về thể từ điển, thể dự, và sau đó thì thêm chữ na vào. Vậy ví dụ động từ đi là ikimasu thì chỉ là đừng đi, cấm đi, ikunao. Động từ cử động, động đậy, ugokimasu sẽ thành là ugokunao. Và tương tự là thể mệnh lệnh dùng để đi cướp được thì tất nhiên là thể cấm đoán cũng dùng để đi cướp được. Ví dụ như đưa tiền đây, đứng lên, ngồi xuống, cấm động đậy, cấm nói gì, đúng không? À, mình tổng kết lại cách dùng thể mệnh lệnh và thể cấm đoán. Thể mệnh lệnh và thể cấm đoán thì dùng như là cấp trên nói với cấp dưới này để bắt buộc phải làm một cái gì đấy. Thứ hai là trường hợp là hoạt động thể thao này, hoặc là tình huống khẩn cấp. Thứ ba là dùng trong các biểu ngữ và bảng cấm, bởi vì bản chất của biểu ngữ hay bảng cấm ấy, nó là đưa ra một cái mệnh lệnh, một cái chỉ thị cho người ta, và càng ngắn gọn càng tốt. Cấu trúc thứ tư, phần này thì mở rộng lên cho các bạn thi N4, đó là cách nói V cộng với na sai, V bỏ mask cộng với na sai. Đây vẫn là đưa ra mệnh lệnh và yêu cầu, nhưng mà cảm giác nó nhẹ nhàng hơn so với thể mệnh lệnh. Và nữ giới thì hay dùng cái vena sai này. Các bạn mà để ý thì khi các bạn làm bài thi tiếng Nhật là cũng sẽ có cái cấu trúc na sai này nhé. Ví dụ như người ta yêu cầu mình là hãy chọn đáp án đúng chẳng hạn, tadashii kotae wo erabi na sai. Hoặc ở nhà thì mẹ hay bảo con là hayaku nen na sai, ngủ sớm đi. Cấu trúc tiếp theo, khi chúng ta muốn muốn giải nghĩa về cách đọc, hoặc là mình nói nội dung của một cái thông báo nào đấy chẳng hạn,
thì tiếng Việt của mình sẽ là đọc là hoặc là có viết là. Thì cái trợ từ mà thể hiện nội dung nó chính là trợ từ to, giống như ở bài 21 mình có là nghĩ rằng, nói rằng. Ví dụ chữ Hán kia thì đọc là gì nhỉ? Ano kanji wa nan to yomun desu ka? Hoặc là hỏi ở đằng kia có viết gì vậy? Asoko ni nan to kaite arun desu ka? Và bạn này trả lời là có viết là cấm sử dụng. Shio kinshi to kaite arimasu. Cấu trúc tiếp theo là cấu trúc giải nghĩa. Khi chúng ta muốn giải nghĩa một cái cụm từ nào đó thì mình sẽ dùng đến đuôi là ani ani toyu imi desu. Và trước cái toyu imi desu mình có thể dùng ba dạng sau. Thứ nhất là các bạn đưa cái vế giải nghĩa đấy về futsuke và ghép vào. Thứ hai là các bạn trực tiếp dùng thể mệnh lệnh. Và thứ ba là dùng thể cầm đoán. Và đó là lý do là thể mệnh lệnh và thể cầm đoán ấy là nên đặt chung với cấu trúc giải nghĩa này để ghép vào cho nó tiện. Ví dụ ấy, chữ Hán này có nghĩa là gì vậy? Kono kanji wa doyu imi desu ka? Và B trả lời có nghĩa là cấm sử dụng. Thì bây giờ nhá, mình sẽ có hai cách để dịch câu này. Thứ nhất là mình dùng futsuke bình thường và dùng cấu trúc bài 15 ngày xưa là vete wa ikemasen. Thì thể thông thường của nó sẽ là vete wa ikenai, đúng không? Vậy là tsukatte wa ikenai toyu imi desu. Nhưng một bạn học bài 33 rồi, có thể cầm đoán trong tay rồi, thì bạn ấy nói được rất là ngắn gọn thôi. Đấy là thể cầm đoán cộng với tối ưu ý mì đề sự. Và câu trở thành là Tsukaru na tối ưu ý mì đề sự. Tiếp theo mình sẽ gặp một cấu trúc truyền tin. Ở bài 21 Mina thì mình có cấu trúc là Nani nani toimasu, tức là nói rằng gì gì đấy. À, những cấu trúc đấy thì người ta hơi nhấn về ấy, chủ ngữ nói câu đấy. Còn bây giờ ấy, thì mình sẽ nhấn về cái nội dung câu nói. À, mình sẽ chỉ thay đổi cái đuôi một chút thôi. Đó là Dare wa nani nani to itteimashita. Ví dụ có hai bạn cùng phải nghỉ lớp tiếng Nhật. Và bạn A thì nói rằng là dù nghỉ nhưng mà tháng 7 tớ vẫn sẽ thi cùng với mọi người. Và bạn B thì nói là tớ nghỉ và tớ cũng bỏ luôn, tớ không học nữa, tớ không thi đâu. Thì nếu các bạn nhấn vào là người nói câu câu đó, người nói câu sẽ thi ấy, là bạn A, thì mình sẽ dùng cấu trúc bài 21. Còn nếu nhấn mạnh vào cái nội dung câu nói là sẽ thi thì các bạn sẽ dùng itteimashita của bài 33. Vậy ví dụ này, nhấn vào người nói là bạn A. E sang hoa Shishigatsu ni minasan to issho ni shike no ukeru to imashita. Còn nếu nhấn vào nội dung câu nói là cái phần sẽ thi ấy, thì sẽ chuyển một chút cái đuôi thành E san wa Shishigatsu ni minasan to issho ni shike no ukeru to itteimashita. Và cuối cùng mình sẽ có một cấu trúc để nhờ một bạn chuyển lời lại cho một bạn khác. Thì ở đây mình sẽ dùng đến động từ chính là tsutaemasu. Tsutaemasu có nghĩa là truyền đạt. Và truyền đạt rằng như thế nào? Lập tức trợ từ chỉ nội dung sẽ là trợ từ to. Truyền đạt đến ai thì sẽ là đối tượng nhận hành động, tức là trợ từ ni. Và cái đuôi mình đang muốn nhờ vả một cách lịch sự thì mình sẽ dùng cấu trúc bài 26, đó là vete itadakemasen ka. Vậy cấu trúc đầy đủ là dare ni nani to tsutaete itadakemasen ka? Ví dụ này, xin lỗi, bạn có thể nhắn với Watanabe là buổi tiệc ngày mai thì bắt đầu từ 6 giờ có được không ạ? Câu của mình sẽ như sau ấy. Sumimasen ga Watanabe-san ni ashita no party wa 6 ji kara da to tsutaete itadakemasen ka? Và các bạn nhớ một đặc điểm nhé, đó là đứng trước cái trợ từ to chỉ nội dung ấy, thì thường sẽ đưa về futsuke. Vậy là nội dung câu nói của bạn này sẽ đưa về futsuke. Rokuji desu ka? Rokuji kara desu. Thì biến thành là Rokuji kara da. わりました。Ở bài 33, chúng ta sẽ học thể mệnh lệnh và thể cấm đoán.
Thể mệnh lệnh chúng ta dùng trong các trường hợp là thứ nhất trường hợp nguy hiểm, không không còn kịp để mà dùng cấu trúc nào lịch sự hay là dài dòng nữa. Trường hợp thứ hai đấy là cổ vũ thể thao, lúc này thì ai cũng rất là hăng say rồi, không để ý đến kiểu trên trên dưới nữa. Và trường hợp thứ ba đấy là mình ra lệnh, có nghĩa là mang tính ép buộc rồi. Và lúc này thì mình sẽ chỉ được dùng với người nhỏ hơn mình thôi. Nếu là bằng thì cũng không thể ra lệnh được nhé, phải nhỏ hơn. Ví dụ như là bố mẹ ra lệnh cho con cái, hay là giáo viên trong lớp ra lệnh cho học sinh, hoặc là cấp trên ra lệnh cho cấp dưới chẳng hạn. Tuy nhiên thể mệnh lệnh thì vẫn tạo một cái cảm giác nó hơi hơi khiên cưỡng, và do đó thì bản thân mình thì mình cũng ít dùng thể mệnh lệnh trong thực tế. À, cách chia thể mệnh lệnh Mereke. Với nhóm 1 thì chúng ta sẽ chuyển cái đuôi trước mắt sự từ vần E, từ vần I sang vần E và không thêm một cái gì nữa nhé. Nếu các bạn thêm mắt sự vào ấy, thì nó sẽ giống như là thể khả năng mất rồi. Ví dụ này, kakimasu, viết thì mình ra lệnh là viết đi, đúng không? Kake, hay là uống, nomimasu, ra lệnh uống đi, nome. À, với nhóm 2 thì chúng ta thêm chữ rô vào đằng sau sau cái đuôi trước mắt sự và bỏ hết đi. Ví dụ như là demas, đi ra chẳng hạn, thì đấy, biến đi ra, quốc gia, đế độ. Hoặc là cho con ăn mà nó cứ ngúng quẩy, nó không ăn, cáu lên, nó ăn đi, tabemas, biến thành tabero độ. Với nhóm 3 thì kimas biến thành khôi, cho nên một loạt mình sẽ có là motekimas, biến thành motekoi, và shimasu thì biến thành shiro. Vậy thì benkyou shimasu lập tức nó sẽ thành là benkyou shiro. Và chú ý là cái này là nói về mặt diễn cảm ấy, giọng văn khi mà mình đọc thì đã gọi là thể mệnh lệnh, tức là mình đang ra lệnh, thế thì giọng mình nó cũng phải mạnh mẽ vào nhé. Và mình hay gọi vui là thể mệnh lệnh là dùng khi đi cướp. Cướp thì không ai tekuda sai cả, được không? Cũng không nói là mời anh giơ tay lên, mà sẽ phải là giơ tay lên, giọng nó phải mạnh mẽ vào. Bên cạnh thể mệnh lệnh thì mình có là thể cấm đoán. Thì thể cấm đoán dùng dùng tương tự như là thể mệnh lệnh, tức là trong những trường hợp nguy hiểm này, ví dụ là một bạn đang sắp sờ vào cái máy cưa ở nơi rồi, bạn không biết đấy là máy nguy hiểm, thế là mình vào là cấm sờ vào, đâm sờ vào. Đó. Hay trường hợp là cấp trên ra lệnh cho cấp dưới chẳng hạn thì cũng dùng được. Công thức ở đây thì lại rất là đơn giản, có lẽ là hiếm có cái thể nào mà cả ba nhóm đều chia như nhau như thế này. Đấy là chúng ta đưa cái động từ về thể từ điển, thể lựu, và sau đó thì thêm chữ na vào. Vậy ví dụ động từ đi là ikimasu thì chỉ là đừng đi, cấm đi, ikunao. Động từ cử động, động đậy, ugokimasu, sẽ thành là ugokunao. Và tương tự là thể mệnh lệnh dùng để đi cướp được, thì tất nhiên là thể cấm đoán cũng dùng để đi cướp được. Ví dụ như đưa tiền đây, đứng lên, ngồi xuống, cấm động đậy, cấm nói gì, đúng không? Là mình tổng kết lại cách dùng thể mệnh lệnh và thể cấm đoán. Thể mệnh lệnh và thể cấm đoán thì dùng như là cấp trên nói với cấp dưới này để bắt buộc phải làm một cái gì đấy. Thứ hai là trường hợp là hoạt động thể thao này, hoặc là tình huống khẩn cấp. Thứ ba là dùng trong các biểu ngữ và bảng cấm, bởi vì bản chất của biểu ngữ hay bảng cấm ấy, nó là đưa ra một cái mệnh lệnh, một cái chỉ thị cho người ta, và càng ngắn gọn càng tốt. Cấu trúc thứ tư, phần này thì mở rộng lên cho các bạn thi N4, đó là cách nói V cộng với nasai, V bỏ mask cộng với nasai. Đây vẫn là đưa ra mệnh lệnh và yêu cầu, nhưng mà cảm giác nó nhẹ nhàng hơn so với thể mệnh lệnh. Và nữ giới thì hay dùng cái venasai này. Các bạn mà để ý thì khi các bạn làm bài thi tiếng Nhật là cũng sẽ có cái cấu trúc nasai này. Ví dụ như người ta yêu cầu mình là hãy chọn đáp án đúng chẳng hạn. Tadashii kotae wo erabinasai. Hoặc ở nhà thì mẹ hay bảo con là hayaku ne nasai, ngủ sớm đi. Cấu trúc tiếp theo, khi chúng ta muốn muốn giải nghĩa về cách đọc, hoặc là mình nói nội dung của một cái thông báo nào đấy chẳng hạn, thì tiếng Việt của mình sẽ là đọc là, hoặc là có viết là. Thì cái trợ từ mà thể hiện nội dung
Nó chính là trợ từ tô, giống như ở bài 21 mình có là nghĩ rằng, nói rằng. Ví dụ, chữ Hán kia thì đọc là gì nhỉ? Ano kanji wa nan to yomun desu ka? Hoặc là hỏi ở đằng kia có viết gì vậy? Asoko ni nan to kaite arun desu ka? Và bạn này trả lời là có viết là cấm sử dụng nhé. Shio kinshi to kaite arimasu. Cấu trúc tiếp theo là cấu trúc giải nghĩa. Khi chúng ta muốn giải nghĩa một cái cụm từ nào đó thì mình sẽ dùng đến đuôi là ani ani tối ưu ý desu. Và trước cái tối ưu ý desu, mình có thể dùng ba dạng sau. Thứ nhất là các bạn đưa cái vế giải nghĩa đấy về futsuke và ghép vào. Thứ hai là các bạn trực tiếp dùng thể mệnh lệnh. Và thứ ba là dùng thể cầm đoán. Và đó là lý do là thể mệnh lệnh và thể cầm đoán ấy là nên đặt chung với cấu trúc giải nghĩa này để ghép vào cho nó tiện. Ví dụ ấy, chữ Hán này có nghĩa là gì vậy? Kono kanji wa dou iu imi desu ka? Và B trả lời có nghĩa là cấm sử dụng. Thì bây giờ nhá, mình sẽ có hai cách để dịch câu này. Thứ nhất là mình dùng futsuke bình thường và dùng cấu trúc bài 15 ngày xưa là vete wa ikemasen. Thì thể thông thường của nó sẽ là vete wa ikenai, đúng không? Vậy là tsukatte wa ikenai tối ưu ý desu. Nhưng một bạn học bài 33 rồi, có thể cầm đoán trong tay rồi, thì bạn ấy nói được rất là ngắn gọn thôi. Đấy là thể cầm đoán cộng với tối ưu ý desu. Và câu trở thành là tsukau na tối ưu ý desu. Tiếp theo mình sẽ gặp một cấu trúc truyền tin. Ở bài 21 Mina thì mình có cấu trúc là nani nani toimasu, tức là nói rằng gì gì đấy. Mà những cấu trúc đấy thì người ta hơi nhấn về cái chủ ngữ nói câu đấy. Còn bây giờ ấy, thì mình sẽ nhấn về cái nội dung câu nói. Mà mình sẽ chỉ thay đổi cái đuôi một chút thôi, đó là dare wa nani nani to itteimashita. Ví dụ có hai bạn cùng phải nghỉ lớp tiếng Nhật. Và bạn A thì nói rằng là dù nghỉ nhưng mà tháng 7 tớ vẫn sẽ thi cùng với mọi người. Và bạn B thì nói là tớ nghỉ và tớ cũng bỏ luôn, tớ không học nữa, tớ không thi đâu. Thì nếu các bạn nhấn vào là người nói câu câu đó, người nói câu sẽ thi ấy, là bạn A, thì mình sẽ dùng cấu trúc bài 21. Còn nếu nhấn mạnh vào cái nội dung câu nói là sẽ thi thì các bạn sẽ dùng itteimashita của bài 33. Vậy ví dụ này, nhấn vào người nói là bạn A. E sang hoa shishigatsu ni minasan to issho ni shike no ukeru to imashita. Còn nếu nhấn vào nội dung câu nói là cái phần sẽ thi ấy, thì sẽ chuyển một chút cái đuôi thành E sang hoa shishigatsu ni minasan to issho ni shike no ukeru to itteimashita. Và cuối cùng, mình sẽ có một cấu trúc để nhờ một bạn chuyển lời lại cho một bạn khác. Thì ở đây mình sẽ dùng đến động từ chính là tsutaemasu. Tsutaemasu có nghĩa là truyền đạt. Và truyền đạt rằng như thế nào? Lập tức trợ từ chỉ nội dung sẽ là trợ từ to. Truyền đạt đến ai thì sẽ là đối tượng nhận hành động, tức là trợ từ ni. Và cái đuôi mình đang muốn nhờ vả một cách lịch sự thì mình sẽ dùng cấu trúc bài 26, đó là vete itadakemasen ka. Vậy cấu trúc đầy đủ là dare ni nani to tsutaete itadakemasen ka. Ví dụ này, xin lỗi, bạn có thể nhắn với Watanabe là buổi tiệc ngày mai thì bắt đầu từ 6 giờ có được không ạ? Câu của mình sẽ như sau ấy. Sumimasen ga Watanabe-san ni ashita no party wa 6 giờ からだと伝えていただけませんか? Và các bạn nhớ một đặc điểm nhé, đó là đứng trước cái trợ từ to chỉ nội dung ấy, thì thường sẽ đưa về futsuke. Vậy là nội dung câu nói của bạn này sẽ đưa về futsuke. 6 giờ ですか? 6 giờ からです thì biến thành là 6 giờ からだ. 終わりました。